thế là nó không với được rồi, nó vừa đẹp không, vừa tầm treo tầm này là vừa rồi. Vâng. Có đây. Đây còn đây ông chủ xưởng mộc luôn, nhà bên cạnh luôn đây. Chủ xưởng mộc sang kiểm tra hàng xem chuẩn chưa. Mấy hôm nữa thì bác lại giới thiệu thêm khách cho nữa. Đây là bộ đồng quê 1m97 x 97, gỗ thì là hương đỏ Nam Phi, còn bộ tứ quý thì là hương đá Nam Phi 47m27, gỗ chuẩn hàng xịn luôn. Đấy, bác chủ xưởng mộc đây kiểm tra không sai đi đâu được. Nhiều nhà thì người ta thích treo thấp hơn một tí, không có trẻ con thì người ta thích treo thấp nó dễ ngắm hơn, nhưng đội nhà mình treo làm sao cho nó hợp lý. Thế này nó hợp lý, đúng rồi, thấp quá nhìn nó cũng đập vào mắt luôn, đúng không? Sát mắt quá. Nhà người ta thấp cơ, cái này nhà mình tương đối, như này treo này nó vừa cân đối, một bên là bộ tứ quý, một bên là tấm đồng quê. Quay rồi. Vâng, quay luôn. Quý vị nào mà quan tâm mua hàng thì liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại là 0975940966. Số Zalo luôn. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.